Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy, kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy, kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói: ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, vua Herode đã chất vấn về tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Vậy những gì Chúa Giêsu đã làm? Ngày hôm qua chúng ta đã nghe bài tin mừng theo Thánh Luca đã tường thuật cho chúng ta biết về việc Chúa Giêsu đã làm những gì. Ngài quy tụ tất cả các môn đệ, những người theo Người, và gửi các môn đệ đi để với những công việc như ngày hôm qua chúng ta đã nghe cha Trần Thiên Ân đã chia sẻ với chúng ta, là việc rao giảng và đồng thời chữa lành. Đời sống của chúng ta chữa lành và rao giảng như thế nào chúng ta cũng đã biết. Thì ngày hôm nay nhân vật chính không xuất hiện, Chúa Giêsu không xuất hiện ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, nhưng tất cả những lời tiếng ra đồn vào đã đến tai của Herode, cho nên ông ta chất vấn người này là ai, và nhiều thành phần khác nữa ở trong cung triều của ông ta cũng phải chất vấn như vậy. Nói đến đây con lại nhớ đến cái câu chuyện, nó cũng vui nhưng mà nó cho chúng ta thấy là cái lời lành và tiếng dữ luôn luôn nó xảy đến ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Có ba bà mẹ nói chuyện với con cái của mình. Bà thứ nhất nói: con của tôi là linh mục, cho nên là luôn luôn khi cháu nó về thì làng xóm luôn luôn nói là con chào cha, lạy cha. Còn lại có một bà nữa, bà thứ hai nói: con của tôi cũng làm ở trong chính phủ, khi về nhà cũng được mọi người trọng vọng lắm, là cũng thương ngài, thưa ông này kia. Còn bà thứ ba bảo: con của tôi thì còn hơn của các bà nữa cơ. Chúng nó về một cái là cả làng nó phải nói: lạy Chúa tôi, nó lại về rồi. Thế thì trong cuộc đời của chúng ta thấy là cái tiếng lành, tiếng dữ nó luôn luôn xảy đến. Thì ngày hôm nay cho chúng ta nhìn nhận lại một cái điều, ngày mai sẽ là việc chúng ta trả lời như thế nào với Chúa về việc chúng ta, Chúa là ai trong cuộc đời của mình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta phải trả lẽ với tất cả những người xung quanh, liệu chúng ta đã bao giờ trở nên một dấu chấm hỏi cho những người khác, những người xung quanh của chúng ta hay chưa? Chúng ta là những người Kitô hữu, nhưng liệu một lần chúng ta đã trở nên như dấu chấm hỏi cho những người chưa biết Chúa hay chưa? Cái chấm hỏi này nó luôn luôn cho chúng ta có hai điều: tiếng lành hay tiếng dữ. Đôi khi cái tiếng dữ ở trong cuộc đời của chúng ta, cái tiếng đấy lại bay xa lắm, nhưng cái tiếng lành về người Kitô hữu chúng ta lại không có. Cái điểm thứ hai ở trong bài tin mừng mà Thánh Luca nhắm đến đặc biệt cho chúng ta nhận định là tại sao nhiều người nhận định về Chúa Giêsu nhưng lại không nhận định là ông này ông kia là một người bình thường nhưng là một vị ngôn sứ. Thánh Luca muốn nói với mỗi người chúng ta ở điểm này là một vị ngôn sứ sẽ phải chấp nhận những đau thương của một vị ngôn sứ khi sống với giá trị của chân lý. Như ông Elia cũng vậy, Elia khổ cực đến mức độ Chúa sai ông đi vào ở trong cái vùng hoang địa, rồi ông chết khát chết đói, ông mới than với Chúa là: lạy Chúa, như vậy là quá đủ rồi, con chán ngán cuộc đời này lắm rồi, chết đi còn sướng hơn. Nhưng Chúa bảo: đi đi, cứ đi tiếp đi, sẽ có người cho anh ăn, sẽ có người cho anh uống. Rồi trong cái cuộc mà đấu với tất cả những cái vị tư tế của các thần khác, thần Ba An, 450 vị đấy, thì ông ta chiến thắng trong cái thời của vua Acab. Và sau khi chiến thắng đấy thì bà vợ của vua Acab lại muốn giết ông ấy. Ông Elia phải chạy trốn. Cuộc đời của ông ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh. Cứ thế, cuộc đời của vị ngôn sứ là như vậy. Thánh Luca muốn nói với tất cả mỗi người chúng ta rằng
Nếu đã chấp nhận đi theo Chúa, nếu đã chấp nhận trở nên những vị ngôn sứ mà khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận cái chức vụ ấy, thì trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận những đau thương mà những cái lúc đấy mình chỉ còn biết than thở với chính Chúa mà thôi. Thế nhưng điểm độc sáng nằm ở chỗ này, Chúa không bao giờ bỏ rơi các vị ngôn sứ của người. Cho dù có những lúc khó khăn thăng trầm như vậy, nhưng Chúa luôn luôn hiện diện và đồng hành với các ngôn sứ. Vậy thì trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, chúng ta tự hỏi, chất vấn với con người của chúng ta. Chúng ta đã thực sự trở nên dấu chấm hỏi là những người ngôn sứ, là những người Kitô hữu thực sự với những người khác hay chưa? Chúng ta với những người khác có gì khác hay không? Hay là chỉ là những cái tiếng dữ thôi? Còn những cái điều lành, những lời mà Chúa dạy cho chúng ta đã bao giờ áp dụng để trở nên như dấu chấm hỏi hay chưa? Và khi đã chấp nhận điều đấy, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận cái thân phận của một vị ngôn sứ, là sẽ bị người này, người kia khinh rẻ, rồi sẽ bị có rất nhiều khó khăn ở trong cuộc đời. Nhưng với sức mạnh của niềm tin và niềm hy vọng trông cậy ở nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn và khổ ải ấy. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài soi tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn mang xa, rồi mai đây sẽ nhận nhòa tình thương yêu.